Xin chào bạn, tôi là Tú Phan, trên trang web phankimtu.com. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học phần mềm DaVinci Resolve 15. Thì video này tôi sẽ, như đã hứa, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà quy trình chúng ta chỉnh sửa một cái màu cho một video. Thì chúng ta sẽ tới cái phần đây, trong phần color nè, trong phần quy trình chỉnh màu nè. Thì thực ra thì mỗi người sẽ có một cái cách chỉnh riêng. Thì này tôi chia sẻ cái kinh nghiệm bản thân thôi ha, kinh nghiệm cá nhân thôi. Thì đầu tiên thì tôi sẽ chỉnh cái cân bằng trắng, sau đó tôi sẽ chỉnh sửa tới cái phần độ sáng tối hay độ tương phản, độ bão hòa. Sau đó tôi tới bước thứ hai là tôi sẽ chỉnh sửa cái phần chi tiết như là da rồi đó, da mắt, môi, răng rồi đó, tóc, quần áo rồi đó. Rồi cái phần thứ ba là anh ta sẽ chỉnh lại cái phần nền và thêm những cái lút. Đây là cái quy trình riêng của tôi ha, tôi tự làm thôi. Thực ra trước cái quy trình số 1 này nè, trước số 1 thì chúng ta còn một cái số 0 nữa. Đó là chúng ta sẽ thực hiện cái group, thực hiện chỉnh màu cho nguyên cái group nhóm. Nó tiết kiệm thời gian chúng ta từ 70 đến 80% cho cái việc mà chỉnh sửa video. Nghĩa là giả sử như chúng ta có một chục video thì ta tạo một cái group riêng. Rồi sau đó chúng ta sẽ áp cái load hoặc là chúng ta sẽ chỉnh sửa những cái gì đó chung cho nguyên cái group. Rồi sau đó chúng ta chỉ việc là vào trong chính những cái video con bên trong ta chỉnh sửa sơ một chút thôi. Cho nó khác biệt từng video, nhưng mà vậy là chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian rất là nhiều ha. Thì nó hoàn toàn tương tự như chúng ta sử dụng các mẫu reset mà bên các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Lightroom, Photoshop rồi vậy thôi. Thì cái đó thì tôi sẽ nói sau ha, một cái video khác nói sau. Vậy trước tiên ta chỉnh sửa cơ bản trước thôi, 1, 2, 3 bước. Rồi thì quay lại cái bên cái phần mềm DaVinci Resolve 15 này, thì sau khi chúng ta thực hiện cái bước đầu tiên chúng ta chỉnh sửa cái phần edit á, edit những cái nội dung mà video chúng ta chèn vào, cắt xén như thế nào đó, thêm hiệu ứng chuyển cảnh hay sao đó, nói chung là thêm được rồi, theo thứ tự như thế này, trình tự như thế này. Hiện ta sẽ qua cái tab color, ta sẽ bắt đầu chỉnh màu. Thì khoảng 7-8 video gì trước đó, tôi nói cơ bản về cái phần mà lý thuyết bên cái tab color rồi. Để chúng ta hiểu rõ những cái công cụ này là gì rồi để chúng ta mới làm được ha. Bạn nào chưa xem thì xem lại những cái video đó. Những cái bước này như thế này như thế nào, rồi những cái công cụ này là như thế nào, rồi cách xem cái bản đồ màu này như thế nào. Tôi đã nói những cái video trước rồi. Rồi note ở trên đây là như thế nào nữa, nó rất là nhiều thứ nữa. Đây rồi, note này là tại sao nó được như vậy, rồi như nó là cái gì. Thì các video trước tôi đã nói rồi ha, bạn nào nếu mà chưa xem thì nên xem lại để hiểu. Xong thôi bạn xem bây giờ bạn không có hiểu gì đâu. Rồi bây giờ quay lại ha, quay lại cái video này. Thì như tôi nói cái video trước rồi, chúng ta sẽ làm từ trái qua phải. Nếu mà file raw thì bạn sẽ chỉnh camera raw ở đây, chỉnh sửa màu sắc cho nó chuẩn, cho nó đúng. Tiếp theo, nếu các bạn nào mà có làm qua cái ba thao tác là sử dụng bảng chỉnh màu, thì chúng ta sẽ qua cái bước này color match để chỉnh sửa màu, đồng bộ màu giữa cái video chúng ta với cái bảng màu cho nó chuẩn. Tôi hướng dẫn rồi. Tiếp theo tới cái này color well, thì đối với những bạn nào mà chỉ là học để làm chỉnh sửa cá nhân, chơi để chia sẻ các bạn bè những cái video của mình, hoặc là làm vlog hay gì đó để up lên trên YouTube chia sẻ như thôi, thì các bạn có thể là bắt tay thẳng vào trong cái tab color well này luôn. Tại vì chúng ta phải quay trên những cái máy không có chuyên dụng như điện thoại hay là những cái máy quay chụp hình DSLR hay là những cái máy quay bình thường thôi, thì nó chỉ là chức năng bình thường thôi, thì chúng ta cũng chỉnh sửa cũng đơn giản thôi. Rồi thì sau khi đầu tiên thì ta sẽ bước tới bước thứ nhất, để ta nói các bạn là bước gì. Bước cân bằng trắng đúng không, quay ba lần cân bằng trắng, tương tự như bạn cứ hình dung giống như ta đang chỉnh sửa một bức ảnh thôi, nhưng thực chất đây là một cái đoạn video, nhưng bạn cứ hình dung chúng ta đang chỉnh sửa một bức ảnh thôi. Rồi thì cân bằng trắng là sao, nghĩa là ta sẽ làm sao cho cái đoạn video chúng ta nó sẽ cân bằng trắng, nghĩa là nó không bị ám bất cứ một màu nào. Màu trắng sẽ ra màu trắng, màu đen sẽ ra màu đen, màu trắng nhất chúng ta là màu trắng. Trong trường hợp này, cái video này tôi lỡ lấy cái footage này là nó người khác đã chỉnh hay gì rồi nè, tôi thấy nó rất là chuẩn rồi nên tôi lỡ lấy rồi, nên thôi đi, thôi tôi hướng dẫn các bạn luôn, chứ đúng ra ta nên lấy một cái đoạn video thô nào đó chưa qua chỉnh sửa. Thì để cân bằng trắng á, thì nó có rất là nhiều cách phần mềm này. Thì tôi hướng dẫn từ cách đơn giản trước ha. Thì đầu tiên tôi bật cái biểu đồ màu lên đi. Rồi thì bạn đầu tiên thì bạn sẽ thấy là cân bằng trắng, thì bạn sẽ click vào đây nè. Đây là cái cách cân bằng trắng tự động. Pick white point, chọn cái điểm trắng nhất, click vào đây ha. Lên chỗ chuột thôi nè, click vào đây. Rồi sau đó bạn di chuyển lên trên cái video của bạn. Bạn kia kiếm cho tôi cái điểm nào nó trắng nhất trên cái video này. Thì trong trường hợp này điểm trắng nhất là cái chỗ váy của cô nấy, chỗ này nè. Bạn muốn phóng to thì bạn lăn chân chuột giữa về phía trước, Cho nó to lên. Rồi bạn làm sai gì đó thì bạn nhấn Ctrl Z để quay lại.
bạn phóng to con lăn chuột lên thì nó to, còn bạn đè con lăn chuột á, lăn chuột giữa thì nó sẽ di chuyển màn hình như thế này ha. Làm tới đâu tôi nhắc đó, xóa này, nhấn chuột phải. Rồi, thì quay lại ha, tôi click vào đây nè. Rồi, tôi sẽ chọn cái điểm trong bàn trắng là cái điểm này. Thấy chưa? Không có thay đổi gì hết. Tại sao vậy? Tại vì cái thật ra cái video này đã người khác người ta đã chỉnh sửa chuẩn rồi nên nó không có thay đổi gì hết. Chứ thật ra đúng thì bạn làm gì thì nó mới chỉnh sửa. Còn giả sử như tôi sẽ xử như cái video mà tôi quay ngoài trời nắng nó sẽ bị ám vàng như thế này đi ha. Tôi giả sử thôi nha, chứ thực tế là bạn không làm cái bước này ha. Giả sử như cái video tôi là tôi đang quay ngoài trời nắng thì nó sẽ bị ám vàng như thế này. Nó bạn thấy giờ hơi vàng, hơi ngã vàng xong tí. Tôi giả sử thôi ha. Rồi, sau đó tôi sẽ thực hiện cái việc cân bằng trắng như thế này. Tôi sẽ click vào đây. Tôi sẽ click lên cái điểm nào đó mà tôi cho là nó trắng nhất. Lưu ý ha, phải là điểm trắng nhất ha, là cái chỗ này, click vào đây. Thì bạn thấy chưa? Chỉ việc một cái click thôi là cái video tôi đã quay lại cái trạng thái cân bằng trắng rồi đó, nó không còn bị ám vàng nữa. Bạn thấy chưa? Rất là hay. Thì bạn muốn biết thì nhấn Ctrl Z nó quay lại. Hoặc là Ctrl Shift Z là quay tới, undo redo thôi. Hoặc là bạn nhấn cái chữ Shift D. Shift D là bỏ chức năng hiệu ứng nè, nó hiện lên cái dấu gạch này, nghe là bỏ cái hiệu ứng mà người ta vừa chỉnh sửa. Shift D là phay góc. Ha, rồi. Tôi làm thêm một trường hợp nữa. Giả sử như giờ cái video 1 là bạn thường hay quay video vào trong buổi sáng có nắng gắt thì nó sẽ ám vàng, hoặc là bạn quay buổi chiều tối gì đó nó sẽ bị ám màu xanh dương hay tối gì đó. Thôi ví dụ ha. Ví dụ bạn sẽ thấy nè, video ta đã ám màu xanh dương nè, bạn nhìn đây biểu đồ vector curve nè. Bạn sẽ thấy là cái màu xanh dương nó đã nhiều hơn rồi đó. Hoặc là bạn nhìn vô những cái phần màu đen của con mèo hay là tóc của bé nè, nó có màu xanh dương là chúng ta biết là nó là bị sai cân bằng trắng rồi. Giờ chúng ta sẽ thực hiện cái việc mà cân bằng trắng tự động nè, click vào đây. Chọn cái điểm nào trắng nhất trên cái video chúng ta là cái điểm này. Thấy chưa? Ta click thì phần mềm nó sẽ tự động cân bằng trắng lại. Nó ha, rất là hay ha, tôi làm rất là từ từ. Chúng ta không có gấp gáp, tôi làm từ từ thôi mà chúng ta hiểu tính chất của vấn đề. Rồi, sau đó tôi nhấn vào đây để reset lại tất cả. Rồi. Nó là cái cách mà ta chọn cân bằng trắng thì các bạn có thể là chọn, đó là chúng ta chọn màu trắng rồi. Trường hợp các bạn chọn màu đen. Nghe sau khi chúng ta chọn xong điểm cân bằng trắng nè. Rồi, thì chúng ta sẽ chọn thêm một cái điểm màu đen nữa để chi? Để cho cái phần mềm nó phân biệt được đâu là trắng nhất, đâu là tối nhất để nó sẵn nó chỉnh sửa luôn cái độ contrast. Là cái độ contrast là cái độ mà tương phản á, thấy chưa? Đây nè. Đó, rồi ta click vô điểm màu đen nhất nè ha, pick black point. Rồi, thì bạn coi trên cái video mình á, video này nè, cái chỗ nào là đen nhất? Đen nhất có thể là thường là tóc hoặc là một cái chỗ nào đó nó tối nhất. Bị nhưng mà hình như cái này có thể là cái tóc cô bé này hoặc là cái lông con mèo chỗ này cũng được. Cái nào cũng được. Nó coi. Tao phải bỏ cái công cụ này đi, tao phóng to nó mới được, nó bị dính rồi. Thôi nhấn nút thoát, nhấn nút escape á để tao thoát ra cái công cụ đó. Hoặc là click vô đây cũng được. Ta sẽ di chuyển đến cái điểm nào đó đen trên màn hình, tao phóng to lên trước đi. Là sử như cái chỗ tóc này đen đi. Rồi chỗ tóc này đen ha. Click vô đây, rồi chọn cái điểm đen nhất là black point. Thấy chưa? Bạn thấy điều gì? Khi chúng ta vừa chọn xong á thì nhấn shift Z cho nó phóng to toàn màn hình. Shift với chữ Z. Tôi sẽ sử dụng rất là nhiều phím tắt ha. Tới đâu tôi sẽ nhắc tới đó cho các bạn quen. Rồi, bạn đã thấy là tôi vừa làm xong thì cái bức video chúng ta sẽ được là phân biệt được là chỗ nào sáng nhất, chỗ nào tối nhất rồi đó. Nó phân biệt rõ ràng. Thì tôi nhấn Shift D. Đây là video mà chưa thực hiện cái việc cân bằng sáng tối. Sau khi cân bằng sáng tối, Shift D. Bạn click vô đây cũng được nè. Shift D, thấy chưa? Đó. Mà nó phân biệt rõ hơn là đâu là tối, đâu là sáng ha, nhìn nó đậm đà hơn. Nãy thì nó hơi nhạt nhạt quá. Thấy chưa? Thì bạn màu có thể nhìn lên trên cái biểu đồ vector curve đây nè. Bạn thấy là cái góc nó cái video góc chúng ta thì bạn thấy cái màu sắc á nó chưa có bị kéo giãn ra. Nó còn nằm ở giữa tập trung ở cái giá trị trung bình là 512. Thế nè, theo cái đường mà cái cho giáo dục tôi nè. Khi mà thực hiện cái việc cân bằng trắng xong á Shift D thì cái màu nó sẽ tự động kéo giãn ra. Nó kéo giãn ra được để nó lấp đầy vô là dùng tối dưới đây và dùng sáng ở trên đây. Thấy chưa? Đó là cái yêu cầu của chúng ta làm như vậy phải đạt như vậy. Rồi. Đó là một cách, rất là nhiều cách ha. Sau khi làm xong thì giờ tôi sẽ reset lại, nhấn vô đây. Hoặc bạn click vô đây, bạn nhấn Ctrl cộng chữ Home cũng được. Hoặc click chuột phải, bạn chọn cái reset on này cũng được. Có nhiều cách reset lắm, click vô đây cũng được. Rồi, đó là một cách là bạn chọn hai điểm sáng nhất và điểm tối nhất. Cách thứ hai là bạn chỉ cần nhấn cái chữ A thôi. Chữ A dưới tắt cái chữ Auto Balance, tự động cân bằng. Thấy chưa? Nó cũng cân bằng nữa nhưng mà nó cái khoảng cách độ kéo giãn ra nó không bằng chúng ta làm thủ công. Làm thủ công thì nó chính xác hơn, còn cái làm bởi chữ A nè, auto. Auto là tự động mà. Nên nó không có được chính xác cho máy ha.
Rồi, ta thấy là nhấn reset lại. Tiếp theo là hai cách rồi đúng không? Còn cách thứ ba, cách này như là cái cách cũng là chọn cái điểm cân bằng trắng nhất nè, white balance. Bạn chọn điểm trắng nhất thử, nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều ha, cái cách thứ ba này. Rồi, là quan trọng nhất là các bạn biết cái cách là đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện cái việc cân bằng trắng để cho cái video chúng ta về chuẩn, đúng chuẩn màu trắng, không bị ám bất cứ màu vào nào từ màu vàng cho đến màu xanh dương hoặc màu thường màu đỏ nữa, nếu bạn mà bị ám đỏ nữa ban đêm nữa, nhiều khi bạn bị ám màu đỏ ánh đèn nào nữa. Rồi thì sau khi chúng ta thực hiện xong cái bước đầu tiên là bước cân bằng trắng thì tôi quên nói với các bạn, sẽ như đây là cái video, đây là cái bước này là bước cân bằng trắng đi, thì tôi sẽ đặt cái tên đích chuột phải, chọn not label. Cân bằng trắng thì tôi sẽ viết cái chữ là white balance hoặc là viết tắt là chữ WP là white balance á, cân bằng trắng. Rồi thì ta sẽ cân bằng trắng như thế này, auto đi cho nhanh, ví dụ thôi. Rồi trường hợp sau khi thực hiện xong bước đầu tiên cân bằng trắng thì tôi sẽ thêm một cái nốt tiếp là tăng giảm cái độ tương phản, click vào đây, nhấn phím tắt là on us hoặc là chuột phải chọn cái add serial hoặc là phím tắt là chữ on với chữ us ha, on với chữ us á. Rồi cái nốt này tôi sẽ làm về cái phần tăng cái độ tương phản lên, thì contrast với chữ contrast luôn cũng được. Rồi contrast là tăng cái giảm cái độ tương phản bằng cách nào thì bạn sẽ để ý kỹ bên dựa trên cái bản đồ màu ở đây nè. Còn một cách nữa tôi quên nói nữa, cái cân bằng trắng này nè, thực ra mà khi bạn làm á thì một là bạn chọn điểm sáng nhất tối nhất như vậy, mà trong trường hợp mà cái video của chúng ta nó bị ám vàng, nó chưa hết cái việc ám vàng nữa hoặc là ám xanh dương nữa, thì bạn sẽ nhìn vô trong cái biểu đồ màu ở đây, bạn sẽ thấy nè cái ba giá trị này nó phải thường là nó phải tương đương với nhau, nghĩa là tại điểm này thì nó ngang với điểm này, ngang điểm này, nó phải cùng ngang với nhau, chứ không được một cái mà nó quá cao như thế này, một cái quá thấp như thế này, thì tất nhiên là bạn nhìn đây thì bạn sẽ biết là video chúng ta sẽ bị ám màu hường, màu đỏ quá cao và màu xanh dương quá cao cộng lại sẽ ra được màu hường, thấy chưa? Đó là cái sẵn đây ta nói thêm cái nguyên tắc mà để chỉnh về cân bằng trắng luôn, nhiều trường hợp lắm. Thì cái nhiệm vụ chúng ta là chúng ta phải video này tôi chỉ nói cho chuyên về cân bằng trắng không thôi, để cho chúng ta nắm rõ hiểu đi, và video sau chúng ta sẽ tới cái phần contrast, chứ không nên làm gợp gì nó không hay ha, nó không chi tiết. Rồi giả sử như cái video chúng ta mà sau khi bạn thực hiện xong cái việc cân bằng trắng mà nó vẫn còn bị ám một cái màu vàng hay gì đó, thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc mà xóa màu vàng, xóa khử cái màu vàng luôn. Bằng cách nào? Bằng cách là tôi ví dụ ha, giả sử như video chúng ta sẽ bị ám vàng đi, ám vàng như thế này, tôi ví dụ ha, đó, mặc dù ta cân bằng trắng rồi mà vẫn còn ám vàng hay gì đó, thì chúng ta sẽ làm cho nó khử màu vàng bằng cách là nếu hồi nãy không phải là cái chức năng offset á, thì chúng ta sẽ chỉnh, giả sử như giờ ta chỉnh offset cũng được hoặc chỉnh cái rama cũng được, ta sẽ khử cho nó màu vàng. Thì bạn muốn biết chắc nữa cái thì bạn bật thêm biểu đồ này, bạn sẽ thấy biểu đồ mà surface to curve này nè. Thông thường khi ta làm ta để một cùng lúc là như thế này nè, để cùng một lúc là bốn cái này nếu mà bạn, hoặc là hai cái thôi như thế này, nếu mà chúng ta có hai màn hình vi tính thì bạn hãy làm để to thêm mình đi, thì bạn sẽ thấy được là cái video chúng ta nhìn chắc chắn là nó đã bị ám một cái màu đó theo cái hướng bên tay trái. Thì bạn nhìn nè, hướng theo màu đỏ nè, màu yellow màu vàng nè, màu green là màu xanh lá cây nè, thấy chưa, nó bị hướng theo cái hướng này nè, tập trung theo cái nhóm mà cái góc 1/4 bên tay trái này nè, nghĩa là đã hướng theo màu vàng nè, thấy chưa, nó không đúng. Chúng ta phải chỉnh làm sao cho cái cân bằng trắng chúng ta phải nằm ở điểm vị trí tâm như thế này nè, thấy chưa, tâm như thế này nhưng mà là đúng nè đó. Rồi đó là cái kinh nghiệm tôi chia sẻ thêm ha. Quay lại cái video của chúng ta, trong trường hợp mà giả sử tôi ví dụ nó đã bị ám vàng như thế này đó, thì các bạn cứ việc là chỉnh cái offset này thôi. Trường hợp là tại vì tôi đã làm cái offset rồi thì bạn có thể chỉnh cái offset này cũng được, hoặc chỉnh cái rama này cũng được. Bạn sẽ chỉnh cái rama này cho nó khử màu vàng, để khử màu vàng thì đối lập với màu vàng là vào bên đây là màu xanh dương. Thì tôi làm thử cho bạn xem nè, tôi sẽ kéo nhẹ qua đây phải một tí, bạn thấy chưa, tôi làm lại ha. Khi tôi kéo thì bạn thấy màu xanh dương nó sẽ tăng lên nè, màu đỏ đang bị thụt xuống dưới so với màu xanh lá cây với màu xanh dương, đúng không? Tôi kéo lại cho bạn xem nè, tôi kéo qua màu xanh dương tí, kéo phải nè, bạn nhìn kỹ biểu đồ màu với tôi cấp bên tay phải luôn ha, màu xanh dương nó vừa tăng lên một chút rồi đó, thấy chưa? Khi tôi vừa kéo màu xanh dương này nè, vị trí này tăng hơn một chút thì cái phần mà khử màu vàng tôi đã khử rồi. Nhưng mà thông thường ta sẽ chỉnh bên cái phần offset này hoặc là rama, có rất là nhiều cách để bạn cân bằng trắng lại. Hồi nãy là tôi nói bạn là cái cách ban đầu video là cách tự động, còn cái cách mà bạn chỉnh trực tiếp trên vòng tròn màu gọi là cái cách thủ công ha, dựa trên cái rama hoặc là offset. Rama là dùng trung tính thôi, dùng gain, dùng lit cũng được, nhưng mà nó là vùng gain là vùng sáng, còn lit là dùng tối.
Đó là một cách nữa. Hoặc là trường hợp các bạn có thể là sử dụng thêm một cái thủ thuật nữa là bạn sử dụng cái temperature với cái tint này. Cái temperature này là quyết định cái nhiệt độ màu là màu vàng hay là màu xanh dương. Trong trường hợp bạn đang bị ám màu vàng đúng không? Thì tôi sẽ kéo về filter trái. Tay trái là kéo về màu xanh dương đó. Anh thấy chưa? Thì nó cũng khử khử cái màu vàng. Thì tôi khi tôi kéo thì bạn nhìn kỹ cái màu xanh dương nó kéo giãn lên nè. Thấy chưa? Còn ngược lại, nếu giả sử như cái video tôi đã bị ám một cái màu xanh dương như thế này, hai xanh dương nó cao hơn, thì tôi sẽ sử dụng cái tem này, tôi kéo qua tay phải để tăng cái màu vàng lên. Thấy chưa? Nó tăng màu vàng lên. Đó. Thì nó sẽ cân bằng trắng lại. Đây màu xanh dương nó sẽ tụt xuống đây. Thì cái temperature này thì những video trước tôi nói bạn là do chúng ta phải hiểu rất rất rõ về cái phần lý thuyết. Thì tới cái phần bài tập này thì tôi nói ít cũng được, các bạn sẽ rất dễ là dễ hiểu. Nên các bạn phải xem những video trước ha. Cái temperature này là cân bằng giữa màu xanh dương và màu vàng. Còn cái tint này là giữa màu xanh lá cây và màu hường. Trường hợp này như nó hơi bị ám một cái màu hường một tí thì tôi thể là kéo qua bên tay trái gì đó. Kéo tay trái là nó sẽ khử màu hường. Nó khá là cái tay trái này nó sẽ là màu xanh. Thấy chưa? Còn nếu tôi kéo tay phải nữa thì nó sẽ là tăng màu hường lên. Thấy chưa? Mặc dù đây nó ghi cái chữ nhưng mà bạn phải biết được tính chất khi nào ta kéo qua trái, khi nào ta kéo qua tay phải. Ha, bạn phải xem lại những cái video trước tôi nói về phần lý thuyết. Tôi đã đặt ra cho các bạn là rất là nhiều cái trường hợp để chúng ta có rất là nhiều cái cách để chúng ta có thể chỉnh sửa, chứ chúng ta không cố định một cái cách nào hết. Ta thấy cái nào đẹp thì chúng ta làm thôi, cái nào quen thì chúng ta làm thôi. Đó là tôi hướng dẫn các bạn xong cái thực hiện xong cái cách mà cân bằng trắng, và trường hợp mà chưa cân bằng được tự động á, thì chúng ta hãy chỉnh sửa thêm thủ công bằng cách là di chuyển các bánh xe màu đây về các màu đối lập với nó. Nếu mà nó bị ám màu vàng như này thì chúng ta sẽ kéo ngược lại bên tay phải về màu xanh dương. Ngược lại nếu là nó bị ám màu xanh dương như thế này thì ta kéo về tay trái màu vàng đây. Đó. Hoặc là chỉnh sửa bên cái bảng temperature hoặc là tint cũng được. Như nhau thôi. Thật ra có nhiều bạn làm thêm một cách nữa là bạn có thể sử dụng bên cái phần này. Phần mà cái tab thứ hai nè. Cái bạn chỉnh sửa mà Rimory Par là theo dạng cột nè. Thì bạn chỉnh sửa dựa trên cái tương tự là Rim Rama Gen nè. Cũng tương tự như cái bánh xe màu thôi. Giả sử như cái video tôi giả sử nha, giả sử như cái video tôi sẽ dám vào màu xanh dương, màu vàng đi cho nó thông dụng. Rồi, thì các bạn phải sử dụng bên cái phần này để khử cái màu vàng được bằng cách là bạn tăng cái Rama này hay là cái offset nào cũng được. Giả sử tôi tăng cái offset đi. Đang bị ám vàng đúng không? Thì tôi sẽ tăng vàng thì nó nghịch với màu xanh dương thì tôi sẽ tăng cái xanh dương này lên. Bạn thấy chưa? Đó, là khử được cái màu vàng rồi. Video chúng ta đã được màu xanh dương nào, xanh dương nó thật nó lên nè, tôi chỉ cần lít và lôi cái xanh dương lên một chút thôi, sử dụng con lăn chuột cho nó chính xác. Thấy chưa? Đó. Đó là một cách, hoặc là bạn có thể sử dụng cái Rama này tăng cái xanh dương này lên cũng được. Ha, không nên tăng quá thì nó sẽ ám xanh dương. Rồi, rất là hay ha, rất là nhiều cái cách để chúng ta làm. Rồi, video này thì thực ra này cũng tương đối là dài rồi. Video đầu tiên là video về thực hiện cân bằng trắng, là cái bước đầu tiên rất là quan trọng. Đưa cái màu sắc chúng ta trung thực về quay về cái giá trị màu thực tế. Không bị ám bất kỳ một cái màu nào. Rất là quan trọng ha. Qua video sau chúng ta sẽ tới cái phần mà contrast là tăng giảm độ tương phản. Rồi vậy ha, kết thúc video này ha. Rồi tôi là Tú Phan, đã hướng dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.